Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Đức Nhân TV ra vườn để chia sẻ vào vụ cuối năm để chúng ta thu hoạch bưởi, làm sao để cho nó đỡ bị thối quả khi chúng ta chuyển về nhà cũng như chuyển cho khách. Thì Đức Nhân TV đã mấy năm trước cũng có các video về thu hoạch bưởi rồi, nhưng hôm nay Đức Nhân TV vẫn chia sẻ cho các bạn một lần nữa để cho những bạn mới chưa xem, để ta cùng nắm bắt một số cái kinh nghiệm của bà con mà Đức Nhân TV đã được trao đổi và học hỏi từ họ và cũng từ kinh nghiệm của mình. Thì trong quả bưởi thì chúng ta phải để cho nó bảo đảm về sạch mà không bị thối thì chúng ta phải có mấy yếu tố. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải sạch bệnh, tức là sạch lấm bệnh, tức là trong các cái tháng mưa mà các bạn phun được định kỳ thì đầu tiên quả bưởi nó sẽ sạch lấm, thì nó đỡ khi thu hoạch về nhà thì nó không có vi khuẩn nấm mang về nhà, thì khi gặp thời tiết nồm thì nó hay bị thối. Đấy là cái lý do thứ nhất. Cái lý do hai là chúng ta phải thu hoạch bưởi vào những ngày thời tiết nắng ráo, hoặc là không nắng thì như hôm nay cũng phải là không mưa. À, thì để quả bưởi nó sẽ hạn chế độ nước lên các bạn nhé, để cho cái vỏ bưởi nó sẽ ráo hơn. Và thu hoạch mình, kinh nghiệm của mình ấy, thì mình hay chảy vào buổi chiều hoặc đầu giờ chiều, thì lúc ý là cái cây nó bị mất nước nhiều nhất. Mất nước nhất thì trong vỏ bưởi nó sẽ hạn chế nhiều nước, thì quả bưởi mang về nhà nó hạn chế là bị thối. Cái thứ hai nữa là nó sẽ ngọt bưởi hơn, vì nếu ta chảy buổi sáng sớm ấy, thì nó lá cây nó còn tươi ấy, thì là nó sẽ có bưởi không ngon. Thứ nhất, thứ hai nữa là tại sao lá buổi sáng sớm chưa có ánh nắng mặt trời thì là cái lá nó một đêm nó sương xuống, hoặc là có mưa phùn chẳng hạn, thì sương buổi sớm thì là nó cái khí khổng của lá nó mở thì nó đưa thức ăn lên rất nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là thời tiết mà lá mát thì cây sương hấp thụ nước vào, thì cái lượng bưởi trong quả bưởi, trong có nước trong cây bưởi nó cũng nhiều nước hơn. Thế cho nên việc mình hay thu bưởi vào đầu giờ chiều hoặc những ngày nắng. Còn cái kinh nghiệm nữa là thu hoạch bưởi thì là các bạn trước kia mình đã chia sẻ các bạn là dùng cái lồng chảy, nhưng mà cái lồng chảy như thế thì nó cũng tránh rơi dập thôi. Nhưng mà chúng ta mà muốn để cho quả bưởi được tươi lâu thì kinh nghiệm của các cụ chúng ta mà hay chảy bưởi và cắt cành mà thời tiết ấy, thì cắt cả cuống ấy, thì quả bưởi sẽ để rất lâu và nó tươi. Chính vì vậy mà Liên TV là mấy năm lại đây thì là dùng chủ yếu là kéo cắt cành. Chứ là cây cao thì có thể là bắc thang, ngồi một người trên một người dưới, cắt từng quả, không có thể làm cái kéo rút. Kéo rút thì mình cắt cho các phần nhựa ở dưới thì nó quả bưởi nó cặp xuống nó không rơi. Chúng ta cắt. Còn hai là nếu mà hai người chảy thì an toàn nhất là một người trên một người dưới. Ta chảy quả là đưa quả đấy và ta lót tải ở dưới để cho nó đỡ dập các cái răm nhỏ, chẳng gạch, ngói mà các vật vỡ hoặc sỏi cát mà nó dưới đâm vào viên cái quả bưởi thì nó sẽ bị dập, nó thối bưởi. Chỉ vậy là chúng ta phải dùng kéo cắt và cắt phẳng. Nếu mà chúng ta cắt chỉ hơi nhọn thôi thì quả bưởi sẽ bị chọc vào nhau khi vận chuyển, thì là nó sẽ bị thối. Còn khi mình đưa về nhà thì các bạn nhớ lau chùi sạch sẽ để cho các cái vết thực vật mình khi chúng ta phun những cái mùa mưa ấy, nó dính vào thì nó sạch hết cho người ta. Cái thứ hai là chúng ta nếu quả bưởi nào mà trường hợp mà nó bị rất đứt cuống thì các bạn có thể bôi chút vôi, hoặc là các bạn có thể lau rượu vào cho sạch vi khuẩn, hoặc là chúng ta bôi chút vôi vào cuống như các cụ truyền thống hay làm. Đó là kinh nghiệm mà để bưởi để tránh thối. Thì vì hôm nay mình chia sẻ các bạn thì hai anh em mình đang thu hoạch bưởi, hôm nay mình chảy khoảng 150 quả cho khách, thì đây mình chia sẻ các bạn, đây mình quay cho các bạn xem luôn nhé, thực tiễn luôn. Đây là hai anh em mình đang thu hoạch, đây anh em rể mình đang chảy bưởi cho nhà mình đây. Thì tất cả quả bưởi thì các bạn như này thì đều là cắt cuống luôn các bạn này. Cắt cuống nghĩa thì là nó tránh vi khuẩn xâm nhập vào các cái cuống này, chúng ta bẻ thì nó hay xâm nhập vào. Còn nếu mà các bạn mà cao quá không cắt được thì chúng ta phải móc xuống ấy, thì chúng ta móc vào cái nồng nhá, nó không rơi dập. Hay nữa chúng ta bôi vôi vào. Còn chúng ta mà để được cái cuống này tốt nhất thì bạn nhé, tất cả những khu vực dân mình ấy, họ kinh nghiệm mà ai mà buôn bưởi ấy, để cho bưởi lâu và không bị nó tươi lâu ấy, và nó tránh héo ấy, tránh thối ấy, thì phải dùng cắt cuống này là chuẩn nhất các bạn nhé. Trong thu hoạch bưởi thì phải như thế này, và toàn bộ quả bưởi mình khi giờ chúng phải nót những cái tả hoặc bạt ở dưới, tùy theo nhiều nhà người ta phải nót cả bạt dài vì nhiều quả. Thế mình tỉa nhà mình chỉ có hơn 100 một thì mình tỉa như thế này thôi, mình chở như thế này, mình dùng đặt để cái này cho nó đỡ bị dập. Vì nếu chúng ta mà rơi vào những cái vật nhọn nó nằm đất để gai hoặc là các cái vấn đề mà như hòn sỏi chẳng hạn, nó sẽ rách vỏ thì cái vi khuẩn nó xâm nhập vào cái vỏ quả. Chính vì hai anh em mình chảy bưởi toàn bộ là sẽ dùng kéo cắt cành các bạn nhé, kéo cắt từng quả một đấy. Nếu quả anh chị quả chín đấy trên đầu thì khi ta chảy là từ quả ta sẽ đưa quả đấy xuống các bạn nhé, và chảy những hôm nắng là đẹp nhất. Còn nếu mà không chảy hôm nắng thì phải ít nhất phải là hôm nay không có mưa các bạn nhé, thì mình sẽ chặt từng quả một này. Nói chung là khi anh em chảy là toàn bộ người trên người dưới này các bạn này, để bảo đảm cho chuẩn nhất các bạn nhé. Thu hoạch bưởi là mình chọn vào ngày nắng là tốt nhất. Còn nơi khách mình đang cần bưởi để họ về họ đi biếu thì mình phải chảy họ, hôm nay không có mưa là chảy được rồi các bạn. Mà cây bưởi mà càng thu hoạch sớm thì mình đã chia sẻ các bạn ấy, thì là quả bưởi nó sẽ bảo đảm cho mình cây được nghỉ, vì có cây bưởi diễn là nó ra hoa và nó bán muộn nhất trong các cây giống bưởi, bán vào buổi Tết. Chính vì hôm nay là mới là mùng 8 tháng 11 âm, thì mình đã thu hoạch bưởi từ hôm tháng 10 rồi. Nhưng mà năm nay bưởi một số gia đình là do mưa cái bộ rễ kém ấy, cái độ ngọt và hơi một số nhà hơi bị đắng, nếu chúng ta không xử lý được vì nó bị ngộ độc rễ mà. Vì khi mưa nhiều thì cái sự quang hợp của cây cũng giảm hơn so với những ngày trời nắng các bạn. Hai nữa là cái rễ nó kém thì cho nên cái bưởi nó không ăn được, nó bị bộ bón dồn kali
rồi là nó sẽ bị ngộ độc, đôi khi còn bị diệp sáp nữa, nó bị đắng bưởi. Cho nên như ai mà năm nay không xử lý tốt là bưởi bán rất khó. Năm nay nhiều người điện cho mình là như vậy. Thì nhà mình hay thu hoạch dần rồi, mỗi hôm mình thu chỉ có nhà 30 quả mình cũng bán, mà 50 quả mình bán. Và hôm nay là mình đang thu hoạch ra chỗ kia, hai bao mình đã chảy rồi. Anh em đang chảy từng cắt một từng quả một rồi, thì nó bảo đảm hơn. Và mang cả thang ra các bạn nhá, bằng thang quả cao quá mà không đứng trên thì ta thang. Đấy, hai anh em mình chảy có 150 quả phải hai anh em chảy này. Đấy, cắt phẳng luôn, không để cho nó nhọn các bạn nhá. Thì quả bưởi nó không chọc vào lọ sang quả kia, và mỗi bao các bạn chỉ đóng cho mình 20 đến 25 quả thôi. Ta đừng đóng dạng cao quá, để khi cái bao bưởi mà mình đóng 20 đến 25 quả thì nó sẽ mình xếp nó sẽ vuông vắn hơn. Còn nếu các bạn mà đã đúc đầy á thì nó sẽ gồ ghề, thì nó sẽ hay bị dễ bị dập. Còn chúng ta chỉ cần 20 quả đến 25 quả thì là hợp lý nhất cho một cái bao tải. Đấy, bưởi diễn các bạn thì nó sẵn sàng đến ngon các bạn này, nhưng mà to quá cũng không ngon các bạn nhá. Đấy, nên ai mua chọn là mình chảy bán chọn. Đấy, mình bón chọn là mình các quả mà đều nhau là mình bán 40.000. Đấy bạn nhá. Còn như thế toàn bán 40.000 bạn nhá. Còn mà mình chọn các loại mà từ 7 nạng lên gọi xô thì là bán giá là 35. Bán tại vườn luôn không kể ship các bạn. Đây mình đang thu hoạch này. Nên là mình thu hoạch sớm thì cây bưởi nó sẽ được nghỉ hơn các bạn. Còn nếu mà chúng ta mà chẳng may chúng ta móc mà nó rụng vào lồng ấy thì chúng ta phải bôi vôi vào để cho nó tránh vi khuẩn xâm nhập các bạn nhé. Thì quả bưởi sẽ để được lâu mà họ sẽ để lâu trong nhà hơn. Nhiều người thu hoạch bưởi bán cho họ xong một thời gian họ bị thối, họ cứ bảo cho mình là bán cho bưởi dởm. Nhưng thực ra là nó do một cái công vận chuyển từ xa quá nó bị dập. Nó cũng gây thối, hay là bị nồm ẩm, hoặc là những gia đình là không phun lúc mà định kỳ ấy, thì quả bưởi nó có nấm, nó mang vi khuẩn nấm vào theo quả bưởi vào trong nhà. Đến khi mà thời tiết mà bị nồm ẩm thì con vi khuẩn nó sẽ phát huy rất mạnh, nó phát sinh trưởng rất mạnh. Nó làm cho thối quả. Cho nên chúng ta phải phun sạch nấm trong những cái ngày mà chúng ta chăm sóc. Đấy các bạn. Đây mình thu hoạch bưởi là như vậy, hai anh em chỉ đơn giản thôi, cứ cắt từng quả một thế này. Người trên người dưới, còn có thể bắc thang hoặc là dùng móc cắt cuống kéo dài cũng được, nhưng mà cắt cuống kéo dài nếu mà chúng ta cặp không thận nó sẽ bị rơi quả, nó bị dập. Cho nên mình cứ dùng keo ngắn này cho bảo đảm nhất. Đấy. Thu hoạch chậm nhưng mà người ta để được lâu. Còn nhá, để được lâu thì nó sẽ có thể người ta mua từ đầu tháng 11 nhưng để tháng 12, tháng riêng 2, tháng 3 là chuyện bình thường. Nếu chúng ta mà bẻ cuống mà chúng ta vặt nó rất ra thì nó nhanh hơn, nhưng mà chúng ta sẽ bị bưởi sẽ bị thối nhanh hơn vì nó phợi vi khuẩn nó xâm nhập vào đầu cuống. Còn nếu các bạn mà nhỡ tay rồi các bạn có thể là dùng vôi các bạn bôi vào, hoặc lấy nước rượu lặng các bạn rửa sạch vi khuẩn, các bạn sẽ bôi một chút vôi vào là an toàn nhất. Đợi anh, bờ tường này nó hơi yếu thế. Vàng ươm không các bạn? Khi quả bưởi cũng là các bạn mà phun được phòng nhá thì quả bưởi nó sẽ đẹp như này. Nó đẹp như này thì tự nhiên nó sẽ ngon, bưởi mà biếu nó đẹp các bạn nhé. Đấy, mình về nhà mình còn phải dán tem các bạn, phải lau chùi từng quả. Đấy là hai anh em là nay thu hoạch chỗ này là 150 quả. Hôm qua mình cũng bán 150 quả. Có những người mua 350 quả cũng bán. Các bạn nhé, để cây bưởi càng thu hoạch sớm thì nó đã càng được nghỉ. Cái tiền vào trong túi chắc thì nó không bị đo. Còn để đây đêm hôm trộm cắp chuột rồi nó ăn thì rất là tiếc. Mình về mình đóng thì đây mình trở về nhà mình đóng ít một thôi. Đóng 25 quả một bao thôi. Vì nhà mình gần mà các bạn, mình sẽ về mình lau chùi mình phải đóng lại các bạn. Đóng lại cho vận chuyển họ đến xếp bên ô tô ấy, thì họ không bị gồ ghề. Đấy, không gồ ghề thì nó sẽ hạn chế thối hơn. Vì gồ ghề nó sẽ vỏ qua nó dập vào quả kia các bạn nhé. Vỏ quả nó dập vào quả kia. Thế là mình phải làm cẩn thận một chút chứ. Phải giải ra này, hoặc là bạt. Các bạn nhé, giải ra đây. Xong đếm vào bao cho nó chuẩn, không thừa không phí. Nhà mình cứ ai mua mình chảy, còn không có mình để trên cây các bạn nhé. Để trên cây để cho nó giá trị. Còn nếu mà chảy về nhà nó rất dễ bị rất dễ bị là bị mất giá các bạn. Để về nhà nó ngon hơn thật nhưng mà rất dễ bị mất giá. Cho nên là mình cứ bán lẻ thì được tiền hơn. Còn bán buôn thì họ đến họ chọn thì nó hai quả tính một sẽ mất rất nhiều tiền. Đấy các bạn nhá, hai anh em này tranh thủ thu hoạch này. Mai mình lại chảy tiếp, mỗi ngày mình chảy hơn 100 quả. Chỉ có hai cây này thôi đã được hơn 100 rồi. Đấy, còn những quả nhỏ loại 2 hoặc là một số quả thì mình lại bán loại 2 sau. Bây giờ cái quả này mình 7 nạng các bạn nhé, cũng là 3 năm nghỉ hết. Và loại 1 tấc. Còn loại 2 nó rơi vào 5 nạng, 6 nạng. Còn loại 3 nó vào rơi vào 4 nạng rưỡi, 5 nạng thì cũng là đánh vào loại 3. Thì loại này mình bán vào loại 1 tất các bạn. Đấy, cắt cuống hết từng quả một chứ không cắt phẳng này thì nó sẽ không bị thối. Nếu các bẻ vào cái cuống này là nó vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào cái quả bưởi thì sẽ để không được lâu. Và mình thu hoạch vào ngày nắng là càng tốt nhất, và tầm chiều mình hay thu hoạch bưởi vào buổi chiều, sáng mới trời. Sáng trời nó sẽ nước nhiều hơn bưởi không ngon các bạn. Thì cây bưởi đêm nó tươi, nước nó hấp thụ qua lá, nước xương nó xuống. Đấy, và buổi đêm thì nó không có ánh nắng mặt trời thì cây nó sẽ nhiều nước hơn. Còn ban ngày thì nó phải nuôi lá bốc hơi qua lá rồi, nó mất nước rồi thì quả bưởi sẽ hạn chế coi như là hạn chế nước trên cây thì quả bưởi ngon, hay nó để được lâu. Và thu hoạch càng ngày nắng thì bưởi càng khéo càng đâu. Đấy là dụng đấy các bạn. Cho nên là mình sẽ
Nhưng quả đấy là mình không bán các bạn nhé, mình sẽ cho thêm vì nó dập, nó rơi, nó thế là sẽ không bao giờ bán được. Bán nó sẽ mang tiếng các bạn, nó sẽ dập ráp và mình cho người ta ăn hoặc cho thêm thôi. Đấy, nên mình quả đây loại bột tất các bạn nhé, tầm tầm bảy nặng thôi. Bưởi diễn mà càng chắc thì càng ngon, còn bưởi các bưởi khác thì người ta tính cân. Hôm nay mình làm một cái video ngắn chia sẻ các bạn kinh nghiệm để chúng ta bưởi không bị thối, là mấy lý do mình nói lại một chút là chúng ta nên thu hoạch vào những ngày nắng, hay nắng ráo, hoặc là chơi vào thu hoạch vào đầu giờ chiều hoặc buổi chiều thì cây bưởi nó sẽ héo, nó ít nước hơn là những cái buổi sáng. Thì có bưởi được lâu. Thứ hai là chúng ta cắt từng quả một, chúng ta là bảo đảm cho họ và đóng bao, chúng ta đóng không quá 30 quả. Đấy, nhà mình gần đây thì có 100 mét thì mình chuyển về nhà trong mình lau chùi xong thì mình sẽ cho họ chở ô tô, thì mình đóng vào 20-25 quả một bao thôi để mình xếp nó phẳng. Còn nếu mà mình cho đầy quá nó quả nọ gồ ghề nó sẽ va chập, va dập các bạn nhé. Và hai nữa khi để về nhà thì bảo họ để thoáng, không để dưới phải cái lót một cái xốp hoặc các cái gì đấy dưới nền nhà, hoặc là để lên dàn càng tốt để nó tránh gió hoặc tránh gió lùa vào thì nó đỡ bị thối bưởi. Xếp phải cẩn thận các bạn nhé. Còn để trong nền nhà thì các bạn dài một lượt cái tải gì đấy xuống dưới nó để cho tránh độ ẩm của nền nhà, thì đó là một cái kinh nghiệm mà để tránh thối bưởi các bạn nhé. Còn chúng ta về lau chùi thận hoặc lau nếu cây quả nào mà nó để lâu, chúng ta cần lau qua rượu thì càng tốt nữa, thì quả bưởi sẽ được lâu hơn. Mình chia sẻ các bạn những video ngắn như vậy, các bạn thấy hay thì ủng hộ kênh Nhân Về, Nhân Về ra nhiều video thiết thực nữa. Một lần nữa xin chào các bạn, gặp lại sau, cảm ơn các bạn. Số điện thoại của mình là 0973380995, các bạn thấy hay hoặc có cần liên lạc chia sẻ thì mình sẵn sàng chia sẻ. Một lần nữa xin chào, cảm ơn các bạn. Đấy, thang mình mang ra các bạn ơi, đây mình quay cho các bạn thêm. Thang mình mang ra, đây là quả nào cao là mình cắt chéo thang. Đấy, mang thang các bạn nhé.